Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em xin phép giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe quốc dân Toyota Vios phiên bản G màu trắng, giá niêm yết là 581 triệu. Vios thì năm 2022 này hướng đến cái thiết kế khá trẻ trung so với các phiên bản trước. Đây, trang bị là đèn full LED, ca lăng là được sơn đen bóng, rồi la răng ở phay xước. Toyota Vios thì vẫn hướng đến chủ yếu là cái tính năng an toàn và các công năng sử dụng là chính, như là các tính năng an toàn sẽ nổi bật như là 7 túi khí, rồi phanh ABS hỗ trợ phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh, cũng như là cân bằng điện tử, là để những tính năng an toàn thì là đầy đủ rồi. Còn tuy nhiên là vẫn hướng đến cái sự bền bỉ cũng như vận hành. Thì trong video này xin phép là cập nhật cho anh chị về cái giá bán của xe. Thì Toyota Vios vừa trong thời điểm tháng 3 này, thì sau khi ra biển về tối ưu chi phí nó rơi khoảng tầm 600 triệu. Thì anh chị chỉ bỏ ra khoảng 150 đến 160 là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Bởi vì em đang hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe, và trong thời điểm này vẫn được hỗ trợ 50% thuế trước bạ cho những xe lắp ráp trong nước, cụ thể là Vios được lắp ráp trong nước. Ngoài ra thì em xin phép trong video này thì em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị về giá bán cũng như là chính sách của chiếc xe Toyota Vios E số tự động cũng như là phiên bản số sàn, phiên bản 1.5 G. Trên mặt chúng ta đây thì có giá bán là 581, và trong thời điểm tháng 3 sẽ được hỗ trợ 16 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì sau khi ra biển sẽ rơi vào khoảng 600 triệu. Còn phiên bản E số tự động có giá niêm yết là 531 triệu, và trong thời điểm tháng 3 này thì cũng được hỗ trợ tương tự như bản G, thì có được hỗ trợ 16 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu có thể quy đổi sang tiền mặt. Và thời điểm ra biển thì sẽ rẻ hơn bản Vios G khoảng hơn 50 triệu, sẽ rơi khoảng tầm 550. Còn bên bản cuối cùng, phiên bản 1.5 EMT, phiên bản số sàn duy nhất, của giá niêm yết là 478 triệu và trong thời điểm tháng 3 sẽ được hỗ trợ lên đến là 14 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu có thể quy đổi sang tiền mặt. Thì giá ra biển nó loanh quanh tầm 490 đến 500 cho thời điểm giảm thuế. Thì cái thuế trước bạ được hỗ trợ đến hết tháng 3, nên là nếu anh chị là muốn lấy xe trong thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 ấy, thì có thể cố gắng lấy xe sớm nhất có thể giúp em, bởi vì là theo cái tâm lý người dùng mà là cứ bao giờ càng hết hạn là lúc ấy bắt đầu đi mua xe, thì lúc đấy là cái thị trường đã không, cái lượng xe không còn nhiều, thì bắt buộc cái giá bán nó sẽ không được tốt như thời điểm xa hạn. Nên là nếu mà anh chị có đang có nhu cầu thì cứ tham khảo dần, thì em sẽ xin phép là tư vấn cho anh chị cụ thể hơn về cái tình hình thị trường xe này, cái biến động về giá như thế nào, và các hỗ trợ về phụ kiện, về tiền mặt, về bảo hiểm hay là về trả góp. Về trả góp thì em hỗ trợ tối đa 80% giá trị xe rồi. Thì cụ thể hơn về cái chính, về các cái gói hỗ trợ ấy, thì anh chị cứ chia sẻ về cái tình hình tài chính của mình, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị các gói vay hợp lý nhất và tư vấn cho anh chị chi tiết hơn về các cái thông tin của xe. Và trong khuôn khổ giới thiệu về ngoại thất chiếc xe Toyota Vios G màu trắng ngọc trai này và các thông tin về xe, thì em xin phép mà kết thúc ở đây và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.